Sau hai ngày tín đồn mạng xã hội, Hòa Minh Di chính thức xác nhân chia tay Minh Hải vào chiều ngày 19 tháng 2, khép lại gần 5 năm gắn bó. Cho biết đây không phải quyết định dễ dàng, nữ ca sĩ tiết lộ cả hai đã cố gắng tìm tiếng nói chung song không thành, để lối chó nhấu lợi đi riêng. Cô viết trên trang cá nhân như sau. Xin chào mọi người. Có thể sẽ có nhiều quý vị khán giả buồn và thất vọng trước thông tin Hòa Minh Di chuẩn bị thông báo sau đây. Hiện tại anh Hải và Hòa đã kết thúc mối quan hệ tình cảm sau gần 5 năm bên nhau. Thời gian bên nhau tình cảm là thật, hạnh phúc đã có cũng là thật nên tất cả những gì thể hiện cho mọi người thấy là không hề hối hận. Điều tuyệt vời nhất cả hai có được là bạn Bo Thúi và bố mẹ sẽ luôn kề cạnh cùng nhau chăm sóc Bo. Hiện bố Bo vẫn sống bên Úc nên cuộc sống không có gì thay đổi. Hai mẹ con ở Việt Nam khi nào có thể thì mẹ sẽ đưa Bo qua sớm cho con thầm bố. Bố mẹ có yêu nhau nữa nhưng sẽ mãi là gia đình chăm sóc Bo, không để Bo thiếu thốn tình cảm. Về phương diện pháp lý thì Hòa và anh Hải chưa đăng ký kết hôn chưa cưới nên không phải ra tòa giải quyết vấn đề gì cả Hoa cũng không đòi hỏi và không nhận bất cứ thứ gì sau chia tay ạ à. để đi đến quyết định này cũng có dễ dàng gì cho cả hai nhưng vì định hướng cuộc sống mỗi người khác nhau cố gắng nhiều nhưng có đi đến tiếng nói chung nên cho nhau lối đi riêng không phải chia tay vì yêu xa cũng không có người thứ ba nào liên quan đến quyết định này cả hòa minji cũng không chuẩn bị ra mv nào hết ạ à vì hòa và anh hải cũng rất văn minh và tôn trọng đối phương nên mong quý vị tôn trọng quyết định của hai đứa và để chuyện này kết thúc một cách êm đẹp như cách hai đứa yêu nhau cũng để mai sau bo lớn không đọc phải nhiều luồng ý kiến không đúng về sự kết thúc này rất mong quý anh chị báo chí có đi sâu vào câu chuyện này hơn nữa và để nó kết thúc bằng lần thông báo này ạ à. em rất xin lỗi và cảm ơn anh chị rất nhiều cuối cùng chúng con gửi lời xin lỗi tới ông bà bố mẹ hai bên gia đình vì đã khiến mọi người phiền lòng em chúc cho bố bo sẽ có một cuộc đời bình an vui vẻ cùng những sự lựa chọn của mình và hạnh phúc nếu gặp được người mới trong tương lai. Cảm ơn anh vì tất cả. Dù chia tay xong nữ ca sĩ và Minh Hải vẫn tôn trọng đối phương, cùng nhau chăm sóc con trai nhỏ. Thông báo từ giọng ca rời bỏ khiến nhiều người ngỡ ngàng, tích nuối cho mối tình từng rất ngọt ngào của cặp đôi. Bên cạnh gửi lời động viên mẹ con Hòa Minh Di, một số cùng tràn vào trang cá nhân Minh Hải để chất vấn, trách cứ, thậm chí chỉ trích đủ đường. Người cho rằng Minh Hải không biết giữ lấy gia đình kẻ trạch móc anh yêu bao năm, ngay cả khi có con chung vẫn không cho Hòa Minh Di một danh phận. Về phía Minh Hải, anh cũng đã có động thái xác nhận sau khi Hòa Minzy Di lên tiếng. Thiếu gia chia sẻ lại bài đăng của tình cũ, cảm thán, đôi khi chính anh cũng không ngờ lần đi xa này là lần anh đi xa em mãi. Nhưng anh luôn tôn trọng mọi thứ từ em. Chúc em hạnh phúc. Được biết Minh Hải đã có nhiều tháng đi công tác nước ngoài và mắc kẹt vì dịch bệnh. Hòa Minzy, Di, Minh Hải công khai hẹn hò năm 2018 được kia của nữ ca sĩ sinh năm 1987 là tổng giám Cecil CCGTY phân bón lớn khu vực miền Tây. Anh là con trai của một đại gia nổi tiếng đất Long An. Tháng 10 năm 2019, Hòa Minh Di và Minh Hải chào đó quý tử đầu lòng, đặt tên thân mật là Bo. Tuổi của cặp Y-lũ-n được nhiều người ngưỡng mộ thời gian qua.